Em chào các bác đã quay trở lại với kênh Tiến Atomat của em nha. Đây. Nay mở hộp review với con hát chống chập bên em đây. Đấy. Các bác xem cái nội thất bên trong của nó này. Còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, từ tiếp điểm cho đến sợi đồng các thứ rồi là cái phần nó lẫy chập của nó này. Nó so nó chiếc các thứ rất là ngon luôn. Đấy. Đây phần quá tải này, phần chống quá tải này. Đấy, phần lẫy tiếp điểm một thứ rất là mới luôn nhá, sáng choang luôn. Đấy, này tháo cho bác xem tận mắt luôn. Nhìn nó đẹp không? Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Hàng như ngọc trinh như thế này. Đấy. Bóng sáng loáng luôn. Rất đẹp nhá. Đây. Bốn me đây. Bên ngoài nó hơi xước xước tí thôi. Không vấn đề gì cả. Hàng vẫn rất là ngon. Các bác có nhu cầu với dòng Atomat chống chập này liên hệ em nhá. Số điện thoại 0967128399 em tư vấn. Yeah,